Ngày hôm nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trường đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài, thay mặt Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội đã có thư thăm hỏi gửi Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 11 tỉnh thành phố bị thiệt hại do bão lũ. Đây là những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất do bão số 3. Nhiều địa phương đang tích cực khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân. Một số tỉnh đang tiếp tục chịu thiệt hại do lũ dâng cao làm ngập lụt, sạt lở trên địa bàn, gây thiệt hại cả về người và tài sản. Để kịp thời hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả và giúp đỡ người dân đang gặp khó khăn, thành phố Hà Nội đã quyết định chi hỗ trợ khẩn cấp đối với 9 tỉnh thành phố bị thiệt hại nặng, mỗi tỉnh thành phố 5 tỷ đồng, bao gồm thành phố Hải Phòng và các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Yên Bái, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, đồng thời hỗ trợ hai tỉnh Bắc Ninh và Vĩnh Phúc, mỗi tỉnh 3 tỷ đồng. Tổng số tiền hỗ trợ là 51 tỷ đồng trong thư thăm hỏi gửi các tỉnh thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội xin gửi lời thăm hỏi ân cần sẽ chia sâu sắc tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các tỉnh thành phố, đặc biệt là nhân dân các vùng bị ảnh hưởng do bão lũ gây ra. Bí thư Thành ủy mong rằng với tình cảm tương thân tương ái và tinh thần Hà Nội vì cả nước cùng cả nước, khoản hỗ trợ của thành phố Hà Nội gửi tới quỹ cứu trợ của các địa phương sẽ góp phần khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra và chia sẻ với những khó khăn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh thành phố. Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tin tưởng rằng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, tình cảm chia sẻ, góp sức của các tỉnh thành trong cả nước và với tinh thần đoàn kết trách nhiệm, ý chí vươn lên mạnh mẽ cán bộ chiến sĩ và nhân dân các tỉnh thành phố sẽ vượt qua khó khăn nhanh chóng khắc phục hậu quả sớm ổn định cuộc sống